Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa cái vật muỗi nhá. Cái vật muỗi này mình nhận được của khách là nó không lên nguồn nhá. Nó không lên nguồn. Thế hôm nay tức là bấm nó vẫn có đèn báo nhưng mà cái vật này nó không chạy này. Đây là cái viên pin của họ này. Đấy. Trung Quốc này họ làm rất hay đúng không ạ? Vừa có đèn pin lại vừa có vật muỗi. Cắm vào nhá. Đấy thì các bạn để ý này. Các bạn để ý này, đây là cái công tắc này. Đấy, đây là công tắc bấm power của nó này. Bấm thì đèn này sáng các bạn thấy không ạ? Sáng này. Tuy nhiên các bạn nhỉ. Không thấy nó lên gì cả. Không lên gì nhé các bạn nhé. Thế thì bây giờ để sửa cái con này thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn khoanh vùng nhé. Ngày xưa mình có làm một cái vật muỗi rồi. Tuy nhiên thì cái vật muỗi đấy mình làm đợt đầu tiên mình làm đúng không ạ? Nó chưa kinh nghiệm, đâm ra mình sẽ quay từ đầu đến cuối nó rất là mất thời gian. Thì đến cái video này thì đoạn nào mà cần rút ngắn đi mình sẽ rút ngắn đi các bạn nhé. Thế thì đối với vật muỗi này đúng không ạ? Cái bệnh mà không nên gì tí gì này thì các bạn việc đầu tiên các bạn phải tách cái vật này ra cho mình. Bởi vì nhiều khi chính cái vật này đang bị lỗi từ nhỏ dễ trên một. Đấy, chính cái vật muỗi này của mình nó đang lỗi này, nó cũng cái vật này nó đang bị chập hoặc giò thì nó cũng sẽ gây ra hiện tượng không nên gì. Thế bây giờ mình sẽ tháo ra nhá. Mình sẽ tháo cái hai cái lồng này ra. Để mà cho tiện thì bây giờ mình sẽ rút luôn cả cái rác này ra nhé các bạn nhé. Rút cái rác này ra. Và mình sẽ sử dụng một cái nguồn ngoài. Đây. Mình sẽ chỉnh về khoảng 4V hoặc là 4,2V. Đấy, mình chỉnh về khoảng là 4,2V đi nhé các bạn nhé. Đấy, để mình kẹp vào sửa cho tiện. Mát thì mình cũng kẹp với mát này. Bởi vì trong này có hai dây này, cái dây màu xanh này thường là dây mát nhé các bạn nhé. Dây màu đỏ này nó sẽ là dây dương nguồn mát đây. Đấy, dây dương nguồn đây. Đây, nếu mà trường hợp mà các bạn kẹp vào đầu bên này đúng không thì chúng ta bấm này. Bấm này các bạn này. Chúng ta bấm các bạn thấy đèn đỏ không? Đấy, và chúng ta chạm thử xem nó lên không nhé. Không thấy gì đúng không? Rồi. Để xem màu hàn nóng chưa này. Rồi, màu hàn của mình đã nóng chưa này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nhé. Trước tiên các bạn tách cho mình cái vật này ra nhé. Tách ra. Tách ra. Tách ra thì các bạn phải để ý này. Các bạn phải để ý chiều của vật nhé. Để xem là cái cực nào nó nằm bên nào lúc mình lắp lại nó chuẩn xác như thế nhé. Tránh trường hợp mà lúc nó lắp vào nó không chuẩn xác. Tiếp theo này. Bây giờ mình lại cấp nguồn một lần nữa nhé. Cấp nguồn để mình kiểm tra lại xem là khi mình tách vật ra mình chạm vào hai cực này. Xem là điện áp nó có ra hay không. Đây một cái tổ vít khác đi. Đây tôi biết này nó có cái chuôi bằng nhựa cho an toàn nhé. Đây bây giờ mình sẽ kẹp vào đây nhé. Kẹp vào cái dây trước cái công tắc khi phím bấm này để cho điện áp nó luôn luôn cấp vào đây. Đây các bạn thấy không? Đèn sáng nhá. Bây giờ mình sẽ chạm đây nhé. Các bạn thấy không? Không thấy có điện áp ra. Thế thì đối với trường hợp này thì nếu mà trường hợp mà mình không có củ nguồn ngoài như này đúng không ạ? Thì mình phải sao ạ? Mình kẹp cái được cái củ nguồn của người ta lại này để mình đo xem nguồn nuôi của mình nó có hay không nhé. Đấy, nguồn nuôi nó có hay không. Bây giờ mình sẽ đo thử xem nguồn xem nó có hay không nhé. Mình vặn đồng hồ thang 10V thôi. Mình đo xem nguồn ở trên này có hay không này. Đây là mát này, đúng không ạ? Đây là cực dương này. Đấy, khi mà cái công tắc này bấm này thì điện áp nó sẽ đi vào cực dương này, điện áp đi thẳng vào cực dương này. Anh bấm hộ em nhé. Rồi bấm đi, không sợ giật đâu, bởi đang hỏng mà. Bấm tay. Đây này. Bấm đi. Các bạn thấy không ạ? Điện áp của mình nó được khoảng hơn 3V. Hơn 3V. Lúc này thì có nghĩa là nói chưa? Lúc này thì cũng có thể là do cái pin trong này nó đang yếu đi rồi, đúng không ạ? Hoặc là đang bị chập cái gì đấy gây cho cái nguồn đấy bị sụt đi, đúng không? Thế thì đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý sau. Đối với trường hợp này đúng không ạ? Nguồn bị sụt đi một tí, thế thì chúng ta phải kiểm tra xem là kiểm tra nhanh xem con sò này có chết hay không này. Đây con 13003 này nhé. Xem con này có chết hay không. Các bạn có thể là đo trực tiếp trong mạch được. Và tháo ra là chuẩn nhất nhé. B này. Được lên số 8 đúng không? C này. Lên số 8 này. Như thế này thì rồi bắt đầu đo CE này.
Như thế này thì có thể mà mình khẳng định luôn tới 80 đến 90% là con sò này chưa chết đúng không? Chưa chết. Khả năng là chưa chết rất là cao đúng không? Tiếp theo này, sò không chết đúng không? Thì bây giờ đối với mạch này nó chả có gì cả các bạn, nó chỉ có đúng một con điện trở này hoặc là con tụ nó sẽ hồi về cực B con này. Đây này. Trở hoặc tụ hồi về cực B con này thôi. Đấy, thế bây giờ mình sẽ kẹp vào. Đây mình sẽ kẹp nguồn ngoài đi cho nó tiện nhé. Kẹp cái đường nguồn ngoài 4V nhé, 4V nhé, 4,2V kẹp vào đây. Kẹp vào đằng sau công tắc này để cho điện áp nào cấp vào cho quạt cho nó chạy này. Bây giờ mình sẽ đo này. Mát này. Đấy. Mình đo điện áp vào cực B con này xem nào, B con bóng này. Quả này có điện áp này. Điện áp cực B này. Có điện áp này. Có điện áp mồi ở cực B con này, điện áp VC cực B thì chứng tỏ rằng là gì ạ? Chứng tỏ là con bóng này con điện trở này của mình không chết. Bởi vì nếu mà con điện trở chết thì không có điện áp vào cực B ở con này này, con bóng này đâu. Nha các bạn nhé. Đấy, tiếp theo chúng ta làm tiếp theo này. Bây giờ thì có khả năng là vế này đã tốt đúng không? Có khả năng là vế bên này đang hỏng. Đúng không? Vế bên này mà chập thì nó cũng sẽ làm cho mất nguồn ra. Thế thì để giải quyết vấn đề đấy này, chúng ta lại vặn đồng hồ thang nhân 1 ohm. Cân chỉnh về 0 nhé. Chúng ta đo hai chiều của cái đường này. Hai chiều cái biến áp này. Đúng không ạ? Nó lên là tầm khoảng độ này mấy trăm ohm như này. Thì có khả năng là không bị chập tải, đúng không? Bởi vì nếu mà chập tải thì không thể nào chập được còn mấy trăm ohm này là nó thể về 0. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hút cái biến áp này ra. Hút thì biến áp vào ra để test nha các bạn nhé. Hút mua hai chân thôi, hai chân lấy xung ra thôi. Hoặc là hút một chân cũng được. Cái này mình video này mình dành cho một số bạn có thể là mới vào nghề. Đấy, có thể hoặc là một số bạn thích bọc vạch có thể là cứu những cái vật mũi của nhà mình nhé. Thế còn các bạn thợ tay cứng rồi thì có thể là làm nó nhanh hơn. Cái này mình cũng làm cái video giải thích một cách dễ hiểu nhất, chứ còn đối với mình thì mình hay thay thử nhiều hơn, bởi vì việc rất là nhiều, mình đo sơ qua mình thay thử. Bây giờ mình bắt đầu này, mình vặn đồng hồ về thang 250V nhé. 250V các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ kẹp vào này, mình đo cho mình, sau bắt đầu mình sẽ đo hai cực đầu ra. Trước khi kẹp vào thì các bạn đo lại xem cái chân này của mình này, lúc mình hút ra nó còn dính với cả cái này không. Các bạn nhìn này. Không dính nữa đúng không? Không dính với cả ở ngoài này, hút ra rồi đấy. Thế bây giờ mình sẽ kẹp cái nguồn vào nhé, kẹp nguồn vào và đo điện áp. Xem có điện áp sau biến áp này ra hay không. Đây, kẹp vào này, các bạn nhìn thấy đèn sáng chưa? Bây giờ mình sẽ đo này. Đo nhanh nhé. Bạn thấy không? Không có điện áp ra này. Rồi. Đối với trường hợp không có điện áp này ra thì mình khẳng định luôn là hỏng vế bên này đang tốt này. Đấy, vế bên này đang trước này đang tốt này. Hỏng bây giờ từ đây hết về đây thôi. Mà từ đây hết về đây thì sao? Sò thì mình kiểm tra đã ok đúng không? Chở thì chắc khả năng không chết rồi, bởi mình đo có điện áp vào cực B con này rồi. Thế chỉ còn mỗi cái máy biến áp thôi nhá. Thế thì nhiệm vụ của mình bây giờ là đi tìm máy biến áp để thay vào. Thì đối với máy biến áp con này thì các bạn lưu ý này. Nó sẽ có, đây là cái cuộn này là cái cuộn đi ra bên này này. Cuộn da ấy sẽ tạo ra điện áp khoảng độ mấy trăm V đến 1000V ấy. Cái điện áp ngay cạnh cái cuộn này này, nó sẽ có một cái cuộn đúng không ạ? Cuộn này là cái cuộn sơ cấp nhá. Đo nó sẽ thông với nhau. Đây các bạn này. Đo nó sẽ thông với nhau. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Thế thì mình khi mình thay một cái máy biến áp mới vào thì mình cũng xác định cho mình chỉ cần xác định hai cuộn này này và cuộn này thôi là mình có thể được lắp vào. Không cần thiết phải là biến áp gì. Thế thì đây tiện đây mình lấy một cái máy biến áp của một con khác nhé. Con khác này. Mình cũng tháo ra. Cái phương pháp mình hướng dẫn các bạn ấy là sửa là tìm ra con hỏng nhé. Hướng dẫn đo đạc để tìm ra con hỏng, chứ không phải chỉ chính xác một con hỏng luôn đâu nha các bạn nhé. Nếu mà chỉ chính xác một con hỏng thì lúc đấy các bạn nay mai về có thể là nó hỏng con khác trên đường đấy, các bạn không thể tìm ra bệnh được. Mà đây là phương pháp để cho bạn dò ra con hỏng. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến này, mình hút cái biến áp này ra nhé. Hút cái biến áp này ra. Cái biến áp này bị chập thì mình gặp rất là nhiều. Bị chập rất là nhiều nha các bạn nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chính cái biến áp này khi mà các bạn bấm liên tục ấy, thì nó sẽ gây ra bị om cuộn sơ cấp. Bởi vì cái dòng vào rất là cao mà cái cuộn này nó có được mấy vòng dây thôi.
mà cái mạch này lại là một cái mạch nguồn dao động nghẹt, dao động nghẹt nên tần số nó không cao. Tần số nó không cao thì đương nhiên là cái cảm kháng cái ZL đấy của mình đấy nó nhỏ. Mà ZL nhỏ thì đương nhiên là dễ om bên này. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra này. Bây giờ mình lấy một cái máy vi đáp mới mình đo nhé. Mình đo xem nào. Xem cái cuộn nào này. Xem nào. Xem cái cuộn nào là cái cuộn hai cuộn đối với đây này. Các bạn thấy không? Cuộn này này. Đây mới đây là một cuộn này đúng không? Thì đây mình lắp đúng cái chiều cuộn nó này, cuộn này này, đây là cuộn sơ cấp này, đây là cuộn da này, khoảng 200 ohm này. Đấy. Cuộn này cuộn sơ cấp này. Đấy thế bây giờ mình sẽ lắp như này đúng không? Đây. Cuộn sơ cấp đây. Đây cuộn da này, đúng không ạ? Đây. Da đây. Khoảng 200 ohm này. Đấy, đây là cuộn sơ cấp này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào nhé. Đấy. Các bạn sau khi xem cái clip này của mình thì nay mai các bạn có thể là tự lần ra một con hỏng chứ không cần phải là đi tìm thay thử nữa nhé. Thì đây là cái clip hướng dẫn sửa vật muỗi này đầu năm 2022 nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kẹp vào nhé. Cắm vào này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ bật thử cái công tắc này và mình sẽ chạm vào bên ngoài này nhé. Xem là nó có sung ra hay chưa. Đây nhé. Các bạn nhé, bấm này. Bấm này. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Vậy thì con này của mình ý, bệnh của nó là chính là hỏng cái biến áp này nhé. Này hỏng cái máy biến áp này. Đấy và các bạn để mà tìm ra máy biết áp về hỏng thì các bạn phải qua một số bước như vừa rồi đúng không ạ? Chứ còn nếu mà các bạn thay luôn thì nó lại đơn giản quá. Nếu mà các bạn thay luôn thì một số con nay mai nó không phải hỏng ở đấy mà nó hỏng ở chỗ khác đúng không ạ? Thì các bạn sẽ không thể lần ra được đúng không ạ? Ví dụ cái máy biết áp này hỏng nó cũng gây ra hiện tượng là không có nguồn da đúng không? Hoặc là chính cái con sò này hỏng này cũng không có nguồn da, con trở này hỏng không nguồn da này. Đấy và một số linh kiện đây hỏng cũng sẽ không có nguồn da. Tuy nhiên thì cái cách này để các bạn khoanh vùng loại trừ những cái vị trí nào có thể không xảy ra. Rồi. Video của mình thì đến đây là kết thúc nhé. Chúc các bạn làm thành công. Thế thì đối với trường hợp mà cái biến áp này nó tốt đúng không ạ? Và cái mạch bên này nó tốt này. Máy biến áp tốt và cái mạch bên này tốt này. Thì nếu mà không có cái bo này đúng không ạ? Thì biến áp đây nó sẽ có khoảng bao nhiêu vôn đúng không? Để biết được ấy, thì bây giờ mình sẽ hút ra đo cho các bạn xem nhé. Thì lần sau các bạn có thể là đo điện áp đây mà đủ số vôn đấy rồi thì các bạn có thể là không cần phải quan tâm đến phía đằng này nữa đúng không? Đây nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đo lại xem nó còn dính cái bo mạch hay không nhé. Đây dính xem còn dính cái bo mạch hay không. Đo lại. Hết dính cái bo mạch rồi nha các bạn nhé. Thế bây giờ mình sẽ cấp điện cho nó. Cấp cho nó một cái điện áp khoảng độ bằng với điện áp ở trên viên pin nó nhé. Và mình sẽ cho các bạn xem này. Kẹp nguồn này. Kẹp nguồn khoảng độ 4V vào đây. Đấy. Mình đo thử xem điện áp đây nó sẽ được khoảng bao nhiêu vôn nha các bạn nhé. Ai à, cái rất cao các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy không? Đây chúng ta mới đặt một que vào thôi mà điện áp nó cao như này. Đây bạn thấy không? Hơn 1000V. Đấy, nếu trường hợp mà mạch này mà tốt thì điện áp đây phải hơn 1000V. Đấy. Rồi. Video mình đây là kết thúc. Chúc các bạn làm thành công nhé.